25 tháng 11. Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa của năm nay khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch ASEAN. Với gần 350 tác phẩm của hơn 180 tác giả, hội đồng nghệ thuật chọn được 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải thưởng và lựa chọn hơn 100 tác phẩm giới thiệu tại triển lãm, giới thiệu đến người xem những biểu đạt tinh tế do kỹ thuật in mang lại. Theo họa sĩ Đỗ Hữu Quyết, đây cũng là dịp để họa sĩ nước ta và các nước ASEAN giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm mới trong sáng tác. Ở bên các nước khác như là Thái Lan này, Indonesia hoặc là Malaysia thì họ có những cái kỹ thuật mà mình còn chưa biết đến. Thì qua cái triển lãm lần này thì mình học hỏi được những kỹ thuật và những cái cách thể hiện cũng như là học hỏi thêm về cái mặt ý tưởng rất là tốt. Qua các kỳ triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN, xu hướng phát triển về chất lượng nghệ thuật cũng như sự giao thoa văn hóa và kỹ năng kết hợp các hình thức thể hiện tác phẩm của các nghệ sĩ trong khu vực ngày càng độc đáo và đa dạng. Mặc dù tác phẩm và tác giả tham gia dự thi có sự gia tăng cả về số lượng và chất lượng, nhưng theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, thể loại tranh đồ họa cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Khu vực ASEAN thì Thái Lan vẫn là cái nước đầu bảng tiếp tục khẳng định những cái giá trị mới của cái đồ họa đương đại Thái Lan và nghệ thuật đồ họa Việt.